Theo đúng quy định, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ gần 100.000 chiếc xe tải từ 7 đến 10 tấn phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm rất nhiều xe sẽ được quản lý bằng hộp đen. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn làm sao để lựa chọn hộp đen chất lượng, nhất là khi thị trường hộp đen không đạt chuẩn, hộp đen làm nhái vẫn còn nhiều phức tạp. Vậy nên chọn hộp đen thế nào để tránh tiền mất tật mang? Phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có một sự lựa chọn phù hợp. Nhìn bề ngoài, thiết bị giám sát hành trình này trông giống như nhiều sản phẩm cùng loại khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt của nó nằm ở bên trong. Ngoài những tính năng thông thường, hộp đen Smartbox của công ty cổ phần HC này có các bo mạch đều được mạ vàng để tăng độ nhạy, chống oxy hóa, nhất là trong điều kiện nhiệt độ nóng ẩm như Việt Nam. Thậm chí cả khi xảy ra lỗi, thiết bị này có khả năng tự nhận biết và khắc phục lỗi. Cái thiết bị này rất là thông minh, nó nhận biết được và cảnh báo được những lỗi kỹ thuật khi mà xe hoạt động. Ví dụ như ắc quy yếu, xe có vấn đề về động cơ và cái nguồn điện không ổn định. Thiết bị rất thông minh, nó tự cảnh báo được cho chủ doanh nghiệp, cho đơn vị chúng tôi. Nhưng mà đồng thời nó cũng tự khắc phục những cái được lập trình để tự khắc phục những lỗi nhỏ. Các hộp đen thế hệ mới còn hạn chế phiền toái cho khách hàng với tính năng nâng cấp từ xa mà không một xe nào phải dừng chạy. Một điều rất thường xuyên xảy ra đối với nhiều thiết bị giám sát hành trình hiện nay đó là sự phụ thuộc vào sóng viễn thông. Tuy nhiên, thiết bị Smartbox đã khắc phục hạn chế này. Thiết bị giám sát hành trình đặt trên ô tô thường bị phụ thuộc rất nhiều vào cái sóng của viễn thông. Khi mà vào vùng sóng kém hoặc mất tín hiệu, thì thiết bị này nó không làm mất cái thông tin của xe mà nó lưu trữ lại, đóng gói lại, và khi đến có cái thời điểm mà có sóng thì nó lại truyền tiếp những cái gói tin đó, và cái khả năng lưu trữ này rất là cao. Với sự phát triển của công nghệ, hộp đen giờ không đơn thuần chỉ để đo tốc độ xe chạy, giám sát số hành khách hay dừng xe, đỗ xe, mà thậm chí giờ đây còn có thể giúp các doanh nghiệp quản lý chi tiết được đến mức đếm được số vòng quay của bồn trộn, số gẩu xúc, số lần đổ ben, kiểm soát nhiệt độ phòng bảo ôn của xe đông lạnh hay kiểm soát lượng xăng dầu. Những tính năng nổi trội này của Smartbox đã làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Thời gian sử dụng sản phẩm thiết bị giám sát hành trình của bên HC thì đơn vị mình có một số các lợi ích, ví dụ như thứ nhất là mình quản lý được cái lộ trình của lái xe. Thứ hai là mình quản lý được cái thời gian lái xe. Đơn vị mình còn lắp thêm cái cảm biến dầu thì mình có thể kiểm soát được cái mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện. Thì thông qua đấy nó cũng có thể nói là có những cái lợi ích về kinh tế, tránh những trường hợp thất thoát do tài xế gây ra. Cái chế độ chăm sóc các bạn rất tốt. Ví dụ như là mình muốn thay đổi, muốn thay xe chẳng hạn thế, thì các bạn đến bất cứ giờ nào, có thể tối bạn vẫn cứ đến thực hiện được các cái việc đấy cho mình ở xa xôi. Thì cái đấy là cái mình cảm thấy rất là hài lòng. Từ hôm nay, mùng 1 tháng 7, khi quy định bắt buộc lắp hộp đen cho xe tải có hiệu lực, nhu cầu tiêu thụ hộp đen chắc chắn sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu kỹ tính năng, chất lượng, thì các doanh nghiệp vận tải hoàn toàn có thể mua phải hộp đen dởm, không đạt chuẩn. Để rồi rơi vào tình cảnh, tiền thì mất, mà tật vẫn mang.